xin chào các bạn, và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nguyên âm đôi tiếp theo, đó là âm âu. Âm âu này là sự kết hợp giữa âm ơ và âm u. Thì khi mình đọc thì môi mình từ hơi mở đến hơi tròn, và cằm của mình sẽ hạ xuống, xong nó sẽ đưa lên, và lưỡi của mình sẽ lùi dần về phía sau. Khẩu hình miệng của mình giống như âm o ấy. Và khi mình đọc sẽ là âu, âu, âu. Và khi mà các bạn nghe thì âm phát ra nghe giống như âm âu của tiếng Việt. Vote, vote, stone, 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 no pain, no gain, no pain, no gain, hope, hope, I hope so, I hope so, I hope to see you again, I hope to see you again, I hope to see you again, go, go, I go to school every day, I go to school every day, comb, 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 comb my hair. Show, show, show me the homework, show me the homework. Wait a moment, it's only a joke, it's only a joke. Thank you for watching, bye guys.